Các bạn, Crowden xuất hiện. Hello xin chào mọi người nha. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại video về Minecraft Pixelmon tập thứ 3 nha các bạn. Thì tập hôm bữa là mình đã bắt được cái em Zacian này, mình thấy khá là vui luôn. Và có rất là nhiều bạn đã giải thích cho mình á là cái em Zacian này á còn có một người anh em khác tên là Zamazenta hay là Zamasita cái gì á các bạn à. Nhưng mà cái người anh em đó thì mới là cái người cầm khiên, còn cái anh bạn của mình á thì chính là người cầm kiếm nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bình luận để giải thích cho mình biết. Cũng vui là bởi vì các bạn đã xem video của mình rất là dài thì các bạn mới biết và giải thích cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay để mà có thể đáp lễ cho các bạn fan của mình á thì hầu như tất cả mọi người đều nói là anh Jay ơi, anh hãy tiếp tục cuộc hành trình để bắt bộ ba thời tiết đi anh Jay, chứ anh đừng có bắt bộ ba thần thú. Bộ ba thời tiết á hả, mạnh hơn bộ ba thần thú rất là nhiều luôn. Cho là ngày hôm nay á, mình quyết định là mình sẽ thực hiện theo lời của các bạn fan nói, để giống như là vừa cảm ơn các bạn mà cũng vừa làm theo ý các bạn luôn. Các bạn có đồng ý không? Đồng ý thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video. Hôm nay là mình sẽ quyết định là đi bắt con Crowden nha các bạn. Hôm bữa là mình bắt con Rayquaza thì thấy nó còn hơi khó, nên thôi mình nghĩ là mình sẽ bắt cái con mà cũng yếu yếu so với Rayquaza, đó chính là con Crowden nha các bạn nha. Chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình thôi. Và có rất là nhiều bạn kêu mình là anh ơi, anh có thể lấy cái laptop được không, chứ anh chỉnh mã thì coi nó hơi chậm. Thì hôm nay là mình đã có cái laptop rồi đây các bạn. À, laptop phải lấy Pokemon nó nhanh hơn nha. Thì cập nhật cho bạn một chút xíu là em Cinderace đã tiến hóa rồi nha các bạn. Đây là dạng cuối của cái em Scorbunny mà bữa giờ chúng ta huấn luyện đó. Đây là Pokemon đầu tiên của mình. Thì qua tập thứ 3 mình cũng đã cày cấp cho em ấy, em ấy đã tiến hóa ở dạng cuối cùng rồi. Ngay bây giờ thì cái dạng tiếp theo mà em ấy phải tiến hóa đó chính là dạng Gigatamas nha các bạn. Thì đó là một cái dạng mà biến hình khổng lồ cũng dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì mình chưa có cái vòng tay đó nên là chắc là chưa có làm được đâu. Rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thôi. Hôm nay thì mình đã đổi được rất là nhiều bone như là Ultra Bone nè, rồi có nhiều bạn kêu là Luxury Bone, nhiều bạn kêu Luxury Bone là quăng là chúng đó anh Jay, đụng là chết. Mình nghe mà thấy quảng hồn thì cái chứ. Nên là mình đã đổi được 7 cục. Nói chung là cái này nó cũng khá mắc nên thôi đổi 7 cục thôi. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chỗ mà để bắt Crowden nha các bạn. Chỗ mà bắt Crowden á thì chính là bên đây. Đây, để mình bấm vô lại. Đó là chỗ sa mạc này nè các bạn. Bên đây là nơi mà Crowden sẽ xuất hiện nha các bạn fan nha. Thì Crowden sẽ xuất hiện ở tại sa mạc và vào trời lúc ban ngày các bạn. Thì đó là khoảng thời gian mà Crowden xuất hiện. Ngoài ra bên đây á, mình còn thấy có một cái hội quán nữa, nhưng mà không biết cái hội quán gì đây thôi. Ui mấy thanh niên này bị dính cát tội nghiệp quá vậy. Mình rất là thích cứu những cái Pokemon mà hay bị kẹt các bạn à, chứ để cho mấy bạn này chết thì khá là tội nghiệp luôn. Ở đây là bạn này là hình bình thường rồi nè. Ui có thanh niên gì ở đây nhìn ngầu quá nè các bạn ơi. Ai vậy? Hello. Đây là bạn Magma. Ui nhìn cũng ngầu phết á. Nhìn kiểu giống như là một con khủng long mini á các bạn. Ok cũng được á, nhưng mà thôi hôm nay là quan trọng mình muốn bắt Crowden thôi à. Hôm nay á các bạn đang xem video này rồi á, đừng quên để lại cho mình một nút like nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới. Các bạn thấy Minecraft ngày hôm nay của mình đã quay trở lại bình thường rồi đúng không? Thì tập 1 với tập 2 mình dùng cái Resobat á thì các bạn kêu là các bạn nhìn không có quen. Nên thôi, hôm nay là mình trở lại Resobat bình thường của Minecraft nha. Nếu như mà các bạn yêu thích cái Resobat này á, hãy bình luận cho anh biết. Còn nếu như các bạn muốn mình sử dụng Resobat cũ á thì cứ bình luận nha, mình sẽ làm theo ý của các bạn luôn. Giờ thì để mình vô đây mình kiếm mấy trái lụm mấy trái trứng cái đã. Nhiều bạn kêu là trái trứng mà từ 20 km trở lên á là toàn là ra Pokemon huyền thoại thôi. Mình nghe là mình cũng quảng hồn chim én lắm, nên thôi mong là lần sau sẽ được nha. Cái gì đó, Sport Ball. Ồ, cái này là dùng để bắt những con Pokemon hệ bọ nè các bạn. Nó sẽ tăng lên 1.5% á. Ồ, vậy là cũng có khả năng bắt cao hơn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đợi em Crowden ra và bắt nó thôi. Để mình check thử Legendary coi bao giờ nó ra nha. Check spawn. Rồi, Legendary. Hiện tại là 1 phút nữa nhưng mà vẫn chưa có ai. Chắc mình nghĩ là mình sẽ đi về phía ngoài bên đây đi, thì nó sẽ dễ ra Crowden hơn. Ok các bạn ơi, trong lúc mà mình đợi Crowden á thì chúng ta đã gặp một em tên là Slowbro các bạn. Hình như em này là đang tiến hóa Mega hay là cấp thứ 3 mình cũng không có biết nữa các bạn. Nên bây giờ chúng ta sẽ thử solo boss nha. Đây là boss Ultimate. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho Zacian ra đối đầu để coi coi là Zacian cân nổi không nè. Let's go. Cái này là hình xui nha bạn. Cho nên là Zacian, em cho anh nhìn như cái gì vậy? Từ 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 từ
để có nhìn chỗ khác chứ nhìn vô chỗ đó nó hơi thúi nghe. Ấy, ông nội này ông né ghê vậy. Để mình đi sát qua bên đó rồi mình dễ bắt hơn các bạn. Chứ ở gần quá ném bôn không có được. Rồi nè, vô. Ủa hộp bài lại 1 2 3. Ủa? Khó vậy? Ờ ok được rồi nè. Bạn này là shiny luôn. Slow bro shiny. Ghê vậy ta? Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu đầu tiên. Đó là dùng chiêu cây kiếm nha các bạn. Ui, có tê không vậy? Ui, chiêu đầu tiên rồi, chiêu khá là mạnh của mình mà mình cảm giác như là không tê lắm. Ok, đúng là boss ultimate khá là mạnh các bạn. Mình là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ui, trời ơi. Trời ơi, mới quốc có 2 chiêu thôi mà Zacian của mình chuẩn bị lên đường rồi các bạn ơi. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Ok, vậy là Zacian chỉ cấu được có khoảng chừng 15% máu thôi à. Ok, phần tiếp theo thì để cho mấy bạn này thì cũng hơi mệt nha. Nhưng mà các bạn đừng lo. Thanh niên Cinderay của mình á đã học được một cái chiêu rất là hay luôn. Đó chính là chiêu Pyropon. Đây là một cái chiêu mà bạn ấy sẽ đá một cái quả cầu lửa khá là mạnh các bạn. Các bạn xem nè. Ôi trời đất ơi, mình còn chưa kịp đá nữa. Thôi được rồi, như vậy thì mình nghĩ là trận này khá là khó thắng đó các bạn. Khả năng cao là tụi mình sẽ phải thất bại trong trận đấu này á nha. Ui, cứ Pokemon nào của mình ra thì đều sẽ bị quýnh chết hết. Ui, vậy bây giờ phải chạy thôi, có chạy được không? Không chạy được thì chỉ có chết thôi các bạn. Ui, trời ơi, tất cả Pokemon đã nhập viện. Còn có mỗi em Charmander với em Lucario là còn sống à. Chứ còn lại hả, là bye bye tình yêu hết rồi các bạn. Ui, sao mà... Ui, các bạn Groudon xuất hiện. Ui, hên vậy. Trời, vừa mới quýnh lộn thuồng cái tự nhiên Groudon xuất hiện luôn. Vậy là khả năng cao là may mắn rồi. Ai đây? Thôi, bên đây còn có boss hả? Gachomp phiên bản Mega nè. Oh my god. Ui, Mega hay là V3 ta mình cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà hỏi kệ, bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng bây giờ chúng ta phải bắt Groudon mới được. Ok, từ Groudon mà cứ đập lộn hoài vậy ta. Đầu tiên á, mình cần phải một cái dùng cái lệnh nha xíu nha. Các bạn thông cảm với mình nha, đó chính là lệnh Pokéhill nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ hả quýnh lộn. Và sau đó hả, bắt luôn các bạn nhỉ. Không biết là mình dùng chiêu này Groudon có chết không nữa. Mình khá là sợ, thì bây giờ Zacian của mình khá là mạnh á. Hiện tại level tới 75 lận mà Groudon có 70 thôi. Thôi chắc là mình sẽ dùng cái chiêu gì nhẹ nhẹ thôi nha. Đấy chưa, mình dùng cái chiêu nhẹ nhẹ thôi. Hồi nãy mình dùng chiêu kiếm kia là chắc em Groudon ném lên đường luôn á. Ok, cho nên lùng dùng thêm một lần nữa là chắc được á. Không lẽ em Groudon không chết. Ok, mình nghĩ là bây giờ được rồi bạn. Máu vàng là chắc là phù hợp để mình bắt rồi đó. Hiện tại là bạn thấy là Groudon không hề quýnh được em Zacian của mình nha bạn. Đấy, bạn thấy Zacian của mình bây giờ mạnh lắm á. Thì giống như là mình muốn coi em ấy là Pokemon chính luôn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quăng một quả bôn ra để bắt nha. Mình sẽ quăng một quả bôn bình thường trước. Rồi, quả bôn bình thường thì gọi là bích cửa các bạn ơi. Ôi kìa. Ôi, Zacian. Gì mà chết nhanh vậy trời. Rồi thôi, cho Bubita ra đi. Trời ơi, khổ thiệt cái chứ. Rồi, thôi cho Luxury Ball đi. Nhiều bạn kêu Luxury Ball ngon nè. Thì mình sẽ thử trải nghiệm Luxury Ball nha các bạn nha. Ui, ôi, cứ tưởng là được á. Trời ơi, bây giờ Groudon nó đấm một con nào một phát là con đó bye bye tình yêu luôn. Ui, mà cái em Cinderay này của mình em nhỏ xíu hả bạn. Ôi, mình thích bạn ấy là phải bự cao cao đồ á. Giống như Rondo, đồ Rondo cao lắm các bạn. Nhưng mà em Cinderay này thì khá là thấp. Ôi, Cinderay thấp thấp gì dễ bị ăn hiếp lắm. Thôi bây giờ mình sẽ dùng tới Ultra Ball nha. Để coi Ultra Ball có được không đây. Nếu không thì thôi mình sẽ quăng Ball chay luôn. Ui, trời ơi. Cứ tưởng là xém được rồi nhưng mà ai ngờ vẫn chưa các bạn. Khó khăn thiệt á. Giờ phải làm sao ta. Bây giờ còn lại có những Pokemon khá là yếu. Thôi cho miếng phở ra đi. Miếng phở này vẫn chưa tiến hóa nè. Rồi, ơi, bấm lộn. Đây. Giờ dùng tới Grid Ball ha. Để thử Grid Ball này. Grid Ball thì nó lại không có may mắn như là Ultra Ball đâu. Ui, nó thoát gì nhanh dữ. Ê, nhưng mà nó quýnh miếng phở không có được. Nói chung là dùng cái chiêu Earthquake thì nó sẽ ăn được. Còn nếu nó không dùng chiêu đó thì nó sẽ quýnh không được đâu. Thôi bây giờ mình sẽ cứ spam Ultra Ball. Mong là cứ spam Ultra Ball thì sẽ khả năng ăn. Thôi cái này là thấy không được rồi. Nhìn là mình biết liền. Nó phải lắc mới được các bạn. Thôi không được rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chơi theo phong cách bắt chai. Nhưng mà từ từ
để cứ ra hết. Đây là em Charmander phiên bản shiny của mình nè. Các bạn có muốn mình huấn luyện em Charmander này lên không? Mình hiện tại là chưa có Pokemon biết bay các bạn. Nên mà nếu như các bạn muốn á thì các bạn hãy bình luận là anh Jay ơi, anh hãy hả cày cấp cho Charmander đi. Đó thì mình sẽ cày cấp cho mai mốt Charmander shiny xuất hiện nha bạn nha. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ui, Charmander hình như cấp tiếp theo là Charmeleon thì phải. Ui ui chết luôn. Còn Lucario, Lucario mới là vùng 15 mà. À, tối qua anh vợ mình không có cày nhiều cho em ấy, cày có xíu thôi, cho nên là cũng hơi yếu nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quăng bôn vậy, tại vì mình không có dám quýnh nữa sợ Rodan chết. Quýnh sợ chết thôi chứ không sợ gì đó. Ừ, mà sợ người ta chết chứ không phải sợ ấy. Thôi quăng chay vậy các bạn ơi, để quăng chay nhiều khi được sao đúng không, quăng bình thường thì không được, cái quăng chay là được á. Rồi không được rồi, lại đi, cố gắng lên. 1, 2, 3. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, thôi không được rồi, nhìn thấy lắc con lần thấy không được rồi. Phải lắc độ 3-4 lần rồi mới ngon ấy, lắc con lần sao lắc được. Hiện tại là mình phải làm nhanh để mình quýnh em Gachom nữa, em Gachom bên đây đang đợi mình nè. Ui, trời ơi. Ui, thêm một con Rodan nữa lại xuất hiện rồi các bạn. Ô, oh, hai con Rodan cùng một chỗ. What? Các bạn coi kìa. Hai con Rodan cùng chịu hồi một chỗ mới ghê chứ. Ui cái khu vực này là cái gì mà sao may mắn như vậy? Ui ảo thật chứ. Bây giờ mình nên bắt luôn hay gì? Ôi mình có một cách này hay lắm. Biết gì không? Ngay bây giờ á, có tới hai con Rodan lận, mình sẽ quýnh một con, thử coi là nó có máu đỏ không các bạn. Ok để thử đi. Mình nghĩ làm cách đó hợp lý hơn á. Ok bây giờ mình sẽ quýnh con Rodan này trước đây nha. Mình sẽ cho em Zacian này quất một phát luôn, để coi máu nó có đỏ không. Rồi mình nghĩ là như thế này là cũng phù hợp. Ngay bây giờ á, chúng ta sẽ sử dụng một skill nào đó nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như skill này đi. Ok đỏ nó còn 2% máu. Ừ được này, 2% máu này á là chúng ta quăng bôn á, khả năng cao là thành công rất là cao luôn. Để mình sẽ thử nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ quăng quả đầu tiên là quả Luxury Ball đi. Ok. Trời ơi, ở đây có quá trời Pokemon xịn luôn các bạn. Cái khu vực này là khu vực gì á? Ngày xưa mình đã từng hả chơi một cái map đó cũng bị lỗi tương tự, nó triệu hồi ra một đống Pokemon luôn. Kiểu ở bên đây là cái gì mà may mắn kinh khủng luôn á. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Giờ thì cho Cinderay ra đứng hứng đòn vài cái đi, để anh quăng bôn cái đã. Rồi bây giờ mình cứ sẽ cứ quăng Ultra Ball hoài luôn, mình sẽ không quăng bôn khác nữa nha. Tại vì Ultra Ball là khả năng cao là được nhiều hơn các bạn. Ui máu đỏ còn có 2% mà sao gì mình lì dữ á. Vậy là khả năng cao là cái em Rodan này là cũng mạnh lắm á. Ok, rồi thì em mạnh thì cố gắng về đội của anh đi, anh xin em á. Nè các bạn không, cái map này bị lỗi nè, nó ra hai con Pokemon liên tục luôn nè. Rồi xong luôn, em Gachom biến mất rồi các bạn ơi. Và khả năng cao em Rodan này á, sau khi kết thúc trận đấu này á, cũng sẽ biến mất nha các bạn. Nhưng mà không sao, mình cũng không sợ lắm, tại vì hiện tại là còn một em hở Rodan ở bên kia nữa. Ok, cho Bubita ra hứng đòn vậy. Rồi tiếp tục nha, quăng Ultra Ball vậy nha. Ui, được đi anh xin em á. Hôm bữa hả, Rayquaza đã từ chối anh rồi. Ê, 3 lần rồi nè, lần cuối. Yes, được rồi bạn ơi. Wow, Rodan. Ui các bạn, Rodan vào team mình rồi. Trời ơi, đội hình của mình bây giờ là rất là mạnh luôn á. Ui bây giờ Rodan mình sẽ thay thế ai đây ta? Chắc là mình sẽ hả thay thế bạn Miên Phu đi ha. Ui bây giờ mình còn rất là nhiều Pokemon phải cày cấp luôn á. Nhưng mà thôi tạm thời sẽ thay thế bạn Miên Phu đi. Ok Miên Phu cố gắng vô trong nghe, để Rodan ra ngoài cái đã. Trời ơi, Rodan này mạnh thôi rồi luôn. Ok, Poke Heal lại. Sau đó, ngay bây giờ chúng ta sẽ qua đây quýnh lộn mới thử Rodan này còn sao các bạn ơi. Hên thiệt á chứ. Ok, tự nhiên ra hai con cái mình cảm giác là tự tin hẳn luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ cho Rodan của mình đối đầu với lại cái em Rodan này nha. Rodan thì nó không có giới tính các bạn, nên là bây giờ chúng ta sẽ thử. Sao con này nó cứ như tưng vậy ta? Nó bị gì vậy các bạn? Nó bị gì á? Hay là nó đang hào hứng chuẩn bị trận đấu hả? Rồi hào hứng thì vô. Hey, cuộc chiến giữa hai con Rodan luôn. Ok bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái chiêu Earthquake hoặc là cái chiêu Precipice Blade. Cái chiêu này có vẻ ghê nè, thử dùng chưa nè. Ok mình đã bị ăn đòn đầu tiên cũng khá là tê, và mình ăn quýnh nó một đòn thứ hai thì một khúc máu luôn. Let's go. Ok tiếp tục nào.
Vụ này căng nha, đấy, em bất đùa với anh đi, là liệu ai sẽ là người chết trước đây các bạn? Mình cũng chưa biết nữa. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chiêu này lại đi. Ui, mình là người thua. Trời ơi, tính ra là mình dùng chiêu thế cũng hợp lý mà ta. Rồi, thôi bây giờ vậy thì cho Cinderay đi ha. Cinderay ra ghi bàn phát cuối đi. Ê, ghi bàn, Ronaldo. Ronaldo, Cinderay kiểu này của mình là lên nhiều cấp lắm á. Counter, ở cái chiêu counter này... Thôi, mình nghĩ là mình không lấy. Ui. Rồi, ngon rồi các bạn ơi. Hôm nay mình đã có được hả Groden ở trong team của mình. Let's go. Trời ơi, đã thiệt á. Thì có bạn nào mà biết cách mà để cho Groden quay trở về dạng nguyên thủy á, các bạn nhớ bình luận cho anh biết nha. Thì theo như mình nói, mình nhớ á, mình đoán không nhầm á, thì mình sẽ đi ra cái hồ lava, sau đó á, thì mình sẽ dùng cái cần câu Super Rod để mình câu lấy những cái mảnh gọi là mấy cái mảnh hỏa, mấy cái mảnh lửa các bạn. Rồi từ đó 10 mảnh thì mình sẽ kết hợp lại và cho Groden để tiến hóa thành dạng nguyên thủy của nó. Các bạn thấy mình nói gì có đúng hay không? Hãy bình luận cho anh biết nha. Và chỉ cần bình luận là anh Jay đã nói đúng hoặc là anh Jay nói sai thôi nha các bạn. Nếu anh Jay nói sai thì các bạn hãy chỉ cho mình biết. Còn nếu mà mình đã nói đúng rồi á, thì các bạn cứ bình luận đi, mình sẽ làm cho các bạn coi nha. Ok. Ôi, ở bên đây có em Hold On đúng không? Mình nhớ ăn máng là cái em này tên là gì á? Hold On. Ui, hình như đây là dạng mega của nó luôn á. Ui, được á nhỉ. Hay là bây giờ hả, quất luôn ta. Trời ơi, cái em rết này. Giỡn mặt thiệt á chứ. Bớt giỡn đi. Trời ơi. Ok, ngay bây giờ thì mình sẽ quýnh với cái em boss này nha. Nếu như mà em là hở boss mega các bạn, vậy là mình sẽ sở hữu dòng tay mega trong ngày hôm nay luôn. Ok, đầu tiên mình sẽ cho Zacian ra đối đầu với em nha. Ây, Zacian ơi, cố lên. Đây, sử dụng cây kiếm này nè. Ây da, thốn quá ta. Em mày tới 125 lận. Ui, boss mạnh, boss mạnh. Ui, vừa mới nói boss mạnh. Ơi, tại không biết nói đại với đi. Ui, có vẻ như là một con chó như thế này. Ồ, rất là sợ một con chó như thế này. Ê, nhưng mà thật ra đây đều là hai con, gọi là hai con chó các bạn. Nhưng mà cái em Zacian của mình á, em ấy chính là chó sói. Còn cái em Hold On này á, thì em ấy giống như kiểu chó nhà vậy các bạn, nhưng mà nó phiên bản kiểu chó dữ á. Vậy bây giờ mình sẽ thử nó luôn nha. Không biết có được cái dòng tay mega không? Mình không biết đây là có phải là dạng mega không mà bấy bự quá à. Để mình thử coi. Ui, không được rồi. Thôi được rồi, không sao. Có Roden mà sợ gì. Bây giờ có Roden trong đội á, là kiểu khả năng tin tưởng với là khả năng tự tin của mình á, nó lên tầm 200% luôn á. Ok, bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiêu Earthquake nha. Mình rất là thích chiêu Earthquake luôn á. Dùng thử chiêu đó coi. Ui, em này là quýnh là đọc nữa. Yes, được rồi kìa. Có được dòng tay mega không vậy? Đấy nè, em là mega nữa bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy hết nha. Yes, đúng rồi nè. Nhưng bây giờ là mình được hở dòng tay mega luôn. Không biết là mình nên đeo dòng tay mega, hay là đeo mắt kiến mega, hay là đeo dây chuyền nữa. Ở bên này nó có cái gì mới nè, lúc trước mình chưa đeo cái này. Để mình hôm nay là mình thử đeo cái này coi nó là cái gì nha. Ô trời ơi, nó là một cái kẹp tóc các bạn ơi. Ui, không có được đâu. Ủa, làm sao để đổi lại vậy ta? Đây nè, ok. Thôi, mình không muốn đeo cái đó đâu. Thì dây chuyền thì ngày xưa mình đã từng đeo rồi. Thôi, lần này thì mình nghĩ là mình sẽ đeo vòng tay nha. Hôm lúc trước thì mình đã từng đeo cái dây chuyền rồi các bạn. Hôm nay là chúng ta sẽ đeo vòng tay nha các bạn. Ui, các bạn thấy trên tay mình chưa? Có cái viên ngọc đá mega đó. Cái đá mega nè, bảy sắc cầu vòng đẹp ghê luôn á. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ thử nha. Theo mình nhớ là Groden nó không có tiến hóa mega. Đúng rồi, Groden hình như không có tiến hóa mega hay sao á. Ở đây là mình có thể biến hình Groden thành những cái dạng khác nhau nè, nhưng mà không có tiến hóa mega nên cũng không thể nào sử dụng được. Groden chỉ có quay về dạng nguyên thủy thôi. Zacian cũng không biết là có tiến hóa mega không nữa. Ui, có nè. Ghê vậy? Nhưng mà bây giờ đâu có đá mega của em ấy đâu mà cho em ấy tiến hóa. Ôi ơi. Ok, ở đây thì có em Holden hồi nhỏ nè. Hồi nhỏ em ấy tên là Hodor. Vậy mình có nên bắt em ấy để sau này mình cho em ấy lên team của mình ông ta. Ở đây có đá mega của em rồi nè. Hodomitanimit vậy á. Ê, có kẹo nữa bạn. Quên nãy giờ có kẹo mà không cho Pokemon mình ăn luôn á. Còn cái này là cái gì ta? Cái này hiện tại là mình chưa biết cách xài luôn.
Bạn nào biết á, nhớ bình luận cho anh mình nha. Bây giờ á, thì mình sẽ cho Cinderace ăn. Vì thật ra Cinderace là kiểu Pokemon chính mà các bạn, thì phải cho ăn chứ. Đấy, và đây là một cái Dustone. Lạ quá ta, chưa thấy luôn á. Rồi, Cinderace bây giờ nói chuyện nghe cũng vui á. Kiểu bây giờ mình nghĩ á, là mỗi lần mà mình đánh xong á, mình cho Zacian đánh và Rudon đánh á, thì nếu mà các Pokemon đó mà thua rồi á, thì mình sẽ cho Cinderace là người kết liễu nha. Tại vì Cinderace có một chiêu á, tới 120 đam lận các bạn. Chiêu đó khá là khủng khiếp luôn. Cho nên là khả năng cao á, như vậy là sẽ rất là được luôn á nha. Ngay bây giờ á, thì mình sẽ đi kiếm một cái em Hodor để mình bắt em ấy. Em này level 17 nè. Thôi 17 thì chắc không nên đâu. Mình muốn bắt một em nào đó nó lớn lớn hơn một chút để đỡ mất thời gian cày á các bạn. Chứ mà bắt mấy em nhỏ nhỏ thì cày hơi lâu nha. Ui, ở đây có một bạn shiny nè. Bạn Geodude shiny. Dễ thương á. Nhưng mà mình thì cũng không phải là người chơi hệ shiny. Thôi kệ, bắt luôn. Rồi tối nay thử chơi quả Luxury Ball coi. Shiny là Luxury, nó cũng giống giống nhau. Kiểu một người thì lấp lánh, một người thì sang sang. Ok, Luxury Ball cái màu nó cũng đẹp mà bạn. Cái màu nó màu đen đen nhìn cũng đẹp á. Ôi, tôi không muốn đánh lộn đâu. Drug Trio. Trời ơi, cho chết nè. Rồi, take all luôn đi. Mấy viên đá này chắc là cũng cần á. Chế tạo nút các bạn. Hi. Bắt vô đi. Vô đi. Lì quá nhở. Lì quá hờ, ghét quá hờ, giết luôn. Cho Cinderace ra kiếm kinh nghiệm. Cày cấp luôn. Đứng lại, Geodude đứng lại. Nè, cho chết luôn. Cho ăn một cú sút thần sầu. Đấy, ôi, chưa chết nữa hả, ghê vậy. Ăn cú sút thần sầu còn 2.4. Ui, cũng dữ nha. Rồi, cho thử chiêu này đi. Dùng cái đầu để hút. Ê các bạn, tính ra là Cinderace của mình kiểu có nhiều chiêu để giống như đá banh nó luôn á các bạn. Hết dùng chân nghệ đá rồi tới dùng đầu đi hút, kiểu đánh đầu á các bạn. Ôi, bên đây có em Hodor mà em này nhỏ quá à. Mình kiếm nào bự bự ha. Bự bự á, bắt mới đã. Chứ nhỏ xíu, bắt chán lắm các bạn ơi. Để mình kiếm em nào bự bự mình bắt coi. Hiện tại ở đây á, thì không có ai luôn. Không có em nào như vậy nữa đó. Hồi nãy có mấy em mà mấy em đó tự chui đầu vô chỗ chết rồi. Bây giờ đi kiếm mấy em đó cũng hơi quải nha. Hello mấy bạn này đang bay trên trời nè. Ok, mình sẽ đi kiếm. One eternity later. Trời ơi, đang đi hả kiếm. Trời ơi, đang đi kiếm em Rodan. Mình á. Đang đi kiếm em Hodor. Mà bây giờ ra một em Hodor phiên bản Legendary luôn nè các bạn. Mà khoan, cái trứng mình nó nở rồi, để mình mở ra cái. Con gì á? Pikachu nữa. Để coi Pikachu cấp mấy nha. Đây là em Pikachu level 22. Được phết á. Mình chưa có. Hiện tại lúc trước là mình có em level 13 à. Level 22 này ngon nè. Ok, mà bên đây có một em hả Legendary các bạn. Kiểu boss mà Legendary á, là một cái dạng boss mà mạnh lắm luôn á. Hôm nay á, sẵn tiện á, test đội hình luôn ha. Ok. Thì test cái đội hình của mình hiện tại coi coi được không nè. Em này khá là bự luôn, mình rất là thích kiểu có một em Pokemon mà như vậy luôn á. Nhìn ngầu lắm các bạn. Mà em này mà có hai em như vậy nữa là hết bài luôn. Quất nè, vô. Ok, lại tiếp tục làm một cuộc chiến giữa hai chú chó. Let's go. Nhưng mà yên tâm đi, chó sói của mình mạnh hết. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Ôi giỡn mặt thiệt cái chó. Quái thiệt cái chó. Ôi quái thiệt cái chó. Thôi chạy. Ôi, cho em chạy đi. Anh ơi, tha em anh ơi. Không tha luôn. Ngô đơ mày nó không tha luôn bạn ơi. Trời ơi anh ơi, sao anh dữ vậy. Quái đạn thiệt cái chó. Sao mạnh chứ ta. Ai da, vậy là đội hình của mình hiện tại là chưa cân được mấy Pokemon ở Legendary đâu. Ở Legendary là mình thấy là mình thua không được rồi. Đội hình này là vẫn chưa ổn mà bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà thôi không sao. Mới có tập 3 mà đúng không các bạn. Mới tập 3 thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian. Thì những cái em Pokemon boss mà Legendary này á, thì hãy đợi đi. Một ngày không xa mình sẽ quay trở lại để phục thù nha. Ngay bây giờ lại đi kiếm tiếp mấy em Pokemon để bắt. Chứ kiểu này hơi căng, hôm nay thấy ít Pokemon vô túi quá. Mới được có một em mà các bạn. Để đi kiếm cái em Hodor mình bắt cái nhẹ cái đã.
Trời đất quỷ thần thiên địa, các bạn ơi, mình đi từ nãy đến giờ không tìm thấy em Hodo nào nữa. Hồi kiểu như hồi nãy có một em Hodo á thì mình đã quýnh rồi, nên bây giờ đi hoài nguyên cái sa mạc này mình đi nãy giờ luôn mà không hề có một em nào luôn. Nhưng mà thôi không sao, thì chuyện xui rủi xảy ra thì đâu ai muốn đâu bạn. Thì cái em đó mà muốn bắt á thì chúng ta phải đi xuống địa ngục mới bắt được các bạn ơi. Hôm nay thì thôi tạm thời là mình sẽ không có bắt em đó trong tập này nha. Nhưng mà chúng ta đã tìm được một cái kim tự tháp các bạn. Giờ thì mình sẽ vô thử kim tự tháp coi là trong kim tự tháp á có cái món gì ngon nha. Nhiều khi là chúng ta hôm nay xui không bắt được em Hodo, nhưng mà lại nhiều khi lại có được Master Ball thì sao, đúng không? Ok, mình sẽ thử liền luôn nha. Để coi vận may hôm nay của mình là có ổn không nha các bạn. Không biết là hôm nay là vận may thì bơ ơi, ngon lành không nữa. Mong là được nha. Nếu mà được một cái mình hứa luôn là mình hả chiêu đãi các bạn fan đang coi video này uống trà sữa 1 năm miễn phí, ok không? Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Gương đầu tiên. Ok, có được một tấm blade. Tấm blade này cũng được á. Từ để mình lắp mấy mẫu bôi mình vô cái đó. Nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lại mấy cái này đi. Mấy cái này mình cũng không cần thiết. Mình sẽ lấy những thứ quan trọng thôi. Ví dụ như mấy cái bột xương này nè thì mình sẽ lấy, tại vì để về trồng mấy cục apricot đó các bạn ơi. Cái này cũng thật ra cũng chưa cần lắp đâu. Rồi tên bên đây, cuốn sách đường phù phép Hearthstone. Ý, cái này là như là dùng cho những Pokemon hệ đá nè. Được đó. Hiện tại thì mấy em Pokemon mình hình như không em nào hệ đá luôn á. Thôi tạm thời cứ cầm đi. Một cái phù phép chân lạnh. Rồi được luôn, xịn luôn á, hợp lý luôn á. Bên đây. Ui, qua tới bên đây. Ủa, cái này sửa chữa ngon nè. Nhưng mà vẫn chưa đúng ý mình lắm. Nó cho mình thêm một tấm blade nữa. Để sau này mình triệu hồi đứng sáng tạo á các bạn. Rồi thôi tạm thời là như vậy đã. Cho lại cái gì bây giờ ta, cho mấy cục đá nè. Ok, thôi mình nghĩ là mình sẽ để cái ba lô mình ra. Cái kẹo này thấy bất ổn à. Để ba lô ra cái này. Nè, đó, có cái ba lô để ra để mấy tấm blade đồ vô. Hôm nay muốn kiếm kem hồ đồ này lắm nhưng mà không có kiếm ra, buồn ghê. Thôi, không sao. Để mấy cái này vô nha. Để vô cái tỷ nó thấy kho đồ mình trống trống, nó cho mình Master Ball nữa thì sướng quá. Nhiều khi ước mơ chi là mơ ước mà, đúng không các bạn? Phải thử mới được à. Cái cuối cùng này đúng không? 1 2 3 Ôi trời ơi, tưởng ngon nhưng mà cũng bình thường à. Hay buồn quá hả. Tưởng là hôm nay là đã trở thành một anh đại gia giàu có rồi, nhưng mà cũng không phải gì đó ngon lành lắm. Thôi không cần mấy cái đó đâu, xui thiệt cái chứ, tưởng là hả giàu có rồi ai dè đâu. Thôi nhưng mà không sao, mình vẫn tự tin á là mình là một người giàu nha các bạn. Nhưng mà đó là mình giàu tình cảm giàu tình cảm với các bạn fan của mình nữa chứ. Cần gì giàu thiệt, đúng không anh em? Giàu tình cảm mà được rồi đó chứ. Tình cảm bây giờ mình cũng giàu lắm nè. Mình chuẩn bị trao tình cảm với một người đặc biệt đó các bạn. Rồi, các bạn có biết ai không? Chắc chắn là một cô gái rất là xinh đẹp nha các bạn nha. Người này là mình hứa là mình sẽ trao tình cảm trọn đời trọn kiếp luôn. Đó chính là chị y tá bạn. Giờ vô gặp chị y tá rồi đó. Giờ vô gặp chị y tá chứ các bạn tưởng mình trao tình cảm cho ai. Trong đây chỉ có chị y tá là người mình họ thầm thương trộm nhớ nha các bạn. Đâu rồi chị y tá đâu rồi. Đây nè. Ê, em chào chị y tá nha. Trời ơi, bạn thấy không, chị y tá mắt xanh nói chưa. Mình đứng gần chị y tá cái chị y tá ấp trứng cho mình luôn rồi, coi không. Ok, để thử mở cái bên chị y tá rồi có hên không nha bạn. Để thử coi. 1 2 3 Bùm. Gì? Whitley á? Là Pokemon gì ta? Ồ, qua bên đây phải không? Không phải. Hình như là kem này nè. Ồ thôi, đứng gần chị y tá không có hên gì hết trơn á. Nhưng mà thôi không sao, miễn là chị hồi má cho Pokemon em là em vui rồi. Này, chị y tá mắt xanh giống mình ô, đẹp chưa? Ok, thì tại vì á là chị y tá làm cho em mở cái trứng ra Pokemon xui nha. Nên bây giờ em sẽ phạt chị y tá bằng cách là chị phải cho em mang mấy kia đi bán xíu nghe. Thôi em nói vậy thôi, em đấu xin em lấy luôn chứ xin làm gì cho mệt đúng không các bạn. Ok, rồi đây mình sẽ cho chị y tá lại mấy cái này đi. Mấy cái này mình cũng chưa biết xài nên mình sẽ cho chị y tá nha.
chứ đâu biết xài đâu. Đó, cho chị tá hết á. Rồi bây giờ mình sẽ mang mấy cái này á, mình đi mình bán nha. Bán kiếm tiền mua bon. Không biết bên đây là bán bon gì nữa. Thử, ôi, một bạn gai bồ nè. Gai bồ này á là sau này có thể tiến hóa thành Garchomp nha các bạn. Ui mà nhắc tới Garchomp á, hồi nãy á, đang quýnh lộn á, bắt hả Groden á, thì Garchomp xuất hiện. Nhưng mà lúc đó đang bận bắt Groden rồi, cái Garchomp biến mất tiêu luôn. Trời ơi tiếc thiệt á. Hay bây giờ mình sẽ thử bắt bạn Gabo này luôn đi. Tại vì á, sau này á, Gabo á, tiến hóa lên mạnh lắm á các bạn. Nên mình sẽ thử nha. Ok, thử bắt cái luôn, bắt chay luôn đi coi sao. Vô, em này nhỏ quá, quăng cũng hơi khó đó. Thử rồi, 1, 2, 3, 4, ui được luôn à. Khá là dễ á. Bạn Gabo đó hả, nhỏ xíu à. Để mình lấy ra cho bạn xem nha. Đây nè, bạn Gabo này kiểu mini lắm luôn á. Đây, cực kỳ cute luôn. Này nè các bạn ơi, trời ơi, nhìn cute thiệt luôn á. Nhưng mà đừng có bị cái vẻ cute này mà đánh lừa nha các bạn. Sau này á, bạn ấy mà tiến hóa lên á, mạnh mà còn nhìn ghê lắm luôn, nhìn dữ luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô đây để mình bán mấy quả bồn. Các bạn ơi, ui, ui, mấy cô gái trong đây á, nhìn đẹp gái quá vậy trời. Có một bạn á, nhuộm tóc màu tím luôn nè. Trời ơi, nhuộm tóc màu tím mà còn mang theo... cái buộc tóc hình như là kiểu phong cách Hàn Quốc á. Ôi, nhìn đẹp gái quá, không biết có bán đồ đẹp không nữa. À, bạn ấy bán đồ ăn. Trời ơi, đã xinh đẹp mà còn biết nấu ăn nữa các bạn. Trời ơi, 10 điểm luôn. Ok, nhưng mà thôi, để mình xem của cái bạn gái tóc nâu bên này nha. Nâu hay là tóc đen vậy ta? Nhìn thì cũng không biết nữa, chắc là bạn này bị trái tóc đó. Đã không? Ui, bán Ultra Ball hả? Ừ, cũng được luôn. Ultra Ball là cũng hợp lý. Để mình bán mấy cái Rock Gem này hình như mình có không ta. Bán hai cái đi. Bán đi. Rồi, bán cái này. Ê, công nhận cái game PC Ball này ảo thật á. Nó cho chúng ta lượm đồ của chị y tá, xong rồi nó còn cho chúng ta mang bán nữa. Kiểu đơn giản thiệt á. Kiếm tiền dễ luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ bán hết mấy cái này nha. Có nhiều cái giá mắc lắm luôn các bạn. Mình kiểu không biết cách sử dụng. Nhưng mà thôi, kệ, bán đi. Cái PB up này á cũng rất là quan trọng đó nha bạn nha. Nhưng mà do là mình sử dụng Poké Hill rồi, nên mình nghĩ là mình cũng không cần. Ok, mình sẽ bán một cái này đi. Đó, chắc bây giờ là nhiều tiền rồi đó. 10.000 đúng không? Đây là cách kiếm tiền của mình nha. Mấy bạn nào mà chơi Pokemon á nên học hỏi cách này. Ok, cảm ơn chị rất nhiều. Giờ là đã có được hả 38 quả Ultra Ball luôn rồi. Ngon. Ngày hôm nay á, tổng kết lại nha, là chúng ta ui đấy có bạn Gabo level 23 đó nè. Ui, Gabo này có vẻ ngon. Hay là mình bắt Gabo này đi, để đỡ phải cày cấp các bạn ơi. Để thử có được không nha. Ui, bên kia có bạn hô đó kìa. Ui, được á, được á, được á. Để mình bắt xong bạn này, mình qua bắt bạn hô đó luôn. Một lần, hai lần, không được rồi. Ui, bạn này level 23 mà khó bắt như vậy là thường thường á, chảnh như vậy là sẽ mạnh đó nha. Ok. Rồi. Ai à, chảnh như vậy là sẽ mạnh các bạn ơi. Để mình thử coi, dùng Luxury Ball nè. Ai à, có một cái trứng nó nở rồi. Thôi từ đợi mình xíu đã. Được không? 1 2 3. Cái nữa. Ui, em này em chê. Chê đội hình của mình hay sao á? Thôi đừng có chê mà. Trời ơi, chê đội hình của mình hoài luôn. Để thử mở cái trái màu đỏ này trước cái đã. Trái này nó cứ kêu hoài. Gì? Shelter hả? Shelter là bạn này. Ồ, nhìn hồi nhỏ thì cũng không đẹp lắm, nhưng mà chắc sau này thì mạnh á. Nè, lần cuối nè. Lần cuối nè, Gabo. Vô đi, Gabo, vô đi. Trời ơi. Trời ơi, tức thiệt á chứ. Gabo, không, để mình xem chỉ số của Gabo của mình cái nè. Đây, để mình xem. Ê, từ từ khoan. Để mình xem chỉ số Gabo của mình có mạnh hay không. Đây là chỉ số nè các bạn ơi. Hiện tại á, là bạn này á, khả năng tấn công là 24, tốc độ là 20 và defense là phòng vệ là 25. Ở trên này là, ở đây là hình như là chiêu thôi. Cái này là bình thường là 36 và phòng vệ là 27, máu là 56. Ok, thì bạn này là, ủa, sao nó lại giống như kiểu đeo cái nơ vậy ta? Ok, nhưng mà thôi mình vẫn muốn bắt bạn này để coi coi là em nào mạnh hơn. Kiểu sau này mình muốn Garchomp là Pokemon chính luôn á.
Ủa không được rồi, thôi kệ, dùng Ultra Ball vậy. Kiểu cũng hơi tiếc tiếc Ultra Ball nhưng mà thôi dùng luôn. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ôi ai nhá. Ui lại Hudo nữa. Hudo chứ lắm. Trời ơi, bạn này bắn kiểu chê đội hình của mình luôn. Một lần. Trời ơi chê bạn ơi. Ghê thiệt á, lần đầu tiên mà có Pokemon nhỏ xíu như vậy á mà chê một cái đội hình mạnh như đội hình của mình hiện tại á. Sao mình thấy lão quá à? Mấy Pokemon nhỏ như vậy á thì lại chê. Mà giống như em Zacian á, mới vô á đâu có chê đâu, mình quăng đúng một quả bone duy nhất luôn. Mà mấy em này nãy giờ quăng biết bao nhiêu bone mà không chịu vô, kiểu chê ấy dơ đừng lại tôi. Kiểu chê mình á. Sao vậy ta? Ôi không có đánh nhau nha. Không đánh nhau nha. Trời ơi là trời lì quá à. Nè lì nè. Này thì lì. Cứ lì với mình chi vậy ta? Mình quýnh cho lên đường luôn á. Nè cá bồ. Cá bồ. Nếu mà khó quá là phải dùng hả kỹ thuật đó. Rồi thôi. Không được rồi. Dùng kỹ thuật đi. Cho Cinderay ra. Dạy cho một bài học mới được. Quýnh nhẹ thôi. Double kick thôi. Trời ơi. Quýnh nhẹ chết luôn. Ở bên đây nè. Ở bên đây mình thấy có một em Hudom level 45. Ui, vậy thì đừng khỏi cần bắt mấy em Hudo này nữa. Bắt em Hudom này luôn đi. Nhưng mà level 45 thì cũng lớn rồi đó. Mà sao kiểu nhỏ xíu vậy ta? Rồi, thử quăng một quả bôn đầu tiên coi được không nè. Dạ. Thử quăng quả bôn nha. Được không nha. Không được rồi. Thật rồi, cho Cinderay đây. Dạy cho một bài học trước kia nè. Ấy, Cinderay, dạy cho Hudom một bài học đi. Không biết dùng chiêu gì nữa. Chắc là dùng đầu để hút một cái đi. Chắc nó không chết đâu. Đúng rồi, nó mạnh mà. Rồi. Ây da, mạnh nha. Nè, cho Zacian ra hứng đòn nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quăng bôn thôi. Chứ mà bây giờ đánh luôn á, em ấy chết ngay. Đấy. Quăng một quả bôn ra. Để xem coi, Ultra Ball có thể bắt được không nha. Ý, có vẻ khá là được. Được rồi nè. Yes. Ui, hợp lý quá hả. Ui, được em Hudom luôn à. Ừ, Hudom chứ lộn. Cái lộn tên hoài à. Nè, lấy ra. Ý. Ây à, không biết bây giờ cho em ấy bỏ viên đá Mega vô có được không ta. Mình cũng không có biết là dạng tiến hóa là bao nhiêu nữa. Để mình thử nha các bạn nha. Mình sẽ thử. Ok, em ơi đứng lại. Đây anh cho em nè. Đó. Rồi, để mình thử xem. Ui, hình như là chưa có được á. Hình như là chưa có được hay sao á, phải không ta? Hay là em Hudom này là mới là dạng tiến hóa thứ hai nhỉ? Các bạn ơi, hiện tại là mình không có biết luôn. Các bạn đang xem á, các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Nếu như mình có sai sót gì á thì các bạn hãy bình luận, thì mình sẽ rút kinh nghiệm và tập sau thì mình sẽ làm theo ý của các bạn để cho em Hudom này tiến hóa Mega nha. Chứ hiện tại thì mình không biết tại sao em ấy chưa tiến hóa Mega nữa. Để mình coi. Lão quá à. Cứ nhìn lão quá vậy ta. Ok. Ủa, đúng rồi mà. Ủa, mình tưởng dạng tiếp theo là tiến hóa Mega rồi mà. Kỳ vậy? Hay là phải đánh nhau ta? Mình bó tay luôn á. Đâu? Để thử cho đánh lộn với Diglett đi. Diglett. Nè. Ủa? Sao kỳ vậy? Ồ. Không được. Ủa ngộ quá vậy ta? À. Được rồi nè. Ồ đuổi Rudo xuất hiện nữa. Thôi. Sợ đu đinh hoài luôn. Cái khu vực cái nó lạ quá. À được rồi nè các bạn ơi. Ồ có vẻ như là khi mà vô trận đấu á thì mới làm được hay sao á. Mình cũng chẳng biết luôn. Rồi à, tự nhiên mình dùng chiêu điện chi á trời. Đánh lộn như Pokemon hệ đất mà dùng chiêu điện. Dùng chiêu này đi. Đấy. À vậy có vẻ như á là khi mà đánh nhau á thì mới tiến hóa được Mega. Cũng vui nhưng mà nhỏ quá à. Mình không thích nhỏ vậy đâu. Mình thích bự hơn. Rồi. Giờ thì thử cho
mấy em Pokemon của mình á, bà co thử nha. Đây bà co thử với em Rodan này đi. Trời, các bạn có em Rodan này nè. Em Rodan này kiểu nhìn nhỏ thiệt sự, kiểu mấy Pokemon trong thế giới này á, con nào cũng mini luôn. Cái con nào mà khả năng mà mình bắt được á là tụi nó đều kiểu nhỏ xíu à, còn những cái con boss á là nó bự. Ok, mình sẽ cho Hoedown của mình á quýnh thử nha. Ơi Hoedown mình có máu đẹp quá nè, 1, 2, 3 luôn mới ghê chứ. Rồi bây giờ sẽ cho hệ lửa đối đầu với hệ lửa luôn. Thôi mình nghĩ là dùng chiêu này đi, chiêu Four Blade này thử xem coi nè. Đó, đánh lộn thì sẽ tiến hóa mega nha. Mình cũng không biết là bình thường có thể tiến hóa mega ở bên ngoài không nữa, các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Mình rất là muốn thấy Pokemon của mình ở bên ngoài mà tiến hóa mega nhìn sẽ ngầu hơn, kiểu vừa cưỡi một con mega thì sẽ vui hơn đúng không các bạn. Ê, em Rodan này á chắc là không đủ tuổi với em Hoedown này rồi. Rodan ơi, lên đường nha. Ây da, cũng mạnh quá vậy. Đấy, để coi coi em nào là em lên đường trước nha. Chưa biết nữa. Thôi, để mình xem coi, để mình xem coi. Ây da, Hoedown mới là lên đường trước hả? Ui, nhưng mà thôi level 45 mà làm được như đem máu qua level 70 á, là giỏi lắm rồi. Cho Cinderay ra ghi bàn phát cuối coi. The chosen one của mình đó. Đây, Cinderay bây giờ cũng trâu lắm nha các bạn nha. Trời ơi, còn 5%. Thôi chết rồi, kỳ này Cinderay lên đường rồi. Nè, cho bơ hết hết cái đồng cái coi. Không được nữa. Thôi thì cho Gabo coi. Không được đâu, nó giỡn á. Gabo không ăn được đâu. Cho Rodan đánh với Rodan luôn. Nè, các bạn xem Rodan của mình nè. Rodan của mình á, bự dở lắm. Mà Rodan này, mini. Đây, rồi bây giờ sẽ cho ăn chiêu này là chắc chắn lên đường luôn. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái... Ủa? Sao chơi chơi hồi máu? Trời ơi, nó ngủ ấy, nó hồi lại máu nè. Ồ, chơi chơi hồi máu. Cho chết luôn. Này thì ngủ. Cho chết luôn. Ui, không được luôn á. Trời, cho ớt khoét. Cho tỉnh dậy luôn. Chơi mà chơi ngủ. Trời ơi, chơi ngủ để hồi máu nó mới ghê chứ. Ảo thật á. Rồi, cho lên đường luôn. Đừng có ngủ nữa nha. Hay... giỡn hoài, giỡn hoài. Cứ nghĩ hả là ngủ hồi máu là sẽ thắng được tụi tôi hả? Không có đâu, đội hình của mình bây giờ á mạnh rồi đó nha. Đội hình bây giờ là có một em Mega rồi, và cũng có hai em Pokemon là cũng được level 70 trở lên. Trời ơi, thú dữ không rồi đó. Ngày hôm nay á, mình cảm ơn các bạn đã xem được của mình rất là nhiều luôn. Như các bạn yêu thích video này, đừng quên nhớ bình luận cho mình ở phía dưới nha. Là anh sớm làm tập 3, ơi tập 4 nha các bạn. Thì các bạn đừng quên hãy nhấn nút like cho cái video này của mình. Chỉ cần trên 2.000 lượt like thôi thì mình sẽ tiếp tục làm thêm tập thứ 4 nha các bạn. Và các bạn cũng đừng quên lại nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video nào về Minecraft Pixelmon mình tung ra trong tương lai nha. Thì hiện tại ở cuối video thì mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi, các bạn nhớ bình luận là trả lời cho mình biết nha. Thì hôm bữa là mình đã có nhận lấy một cái lá cờ á, thì lá cờ đó triệu hồi ra để tiến hóa cái gì nâng cấp cho em Shifu gì, có nhiều bạn nói á, thì các bạn hãy bình luận cho em biết là mình tìm em đó ở đâu, tại vì thật sự là bây giờ mình không có biết tìm em đó ở đâu luôn. Và câu hỏi thứ hai đó chính là mình đã bắt được Rodan rồi, thì nhân vật mình bắt tiếp theo đó chính là gì, để mình nhớ coi, cái gì Kyore hình như là như vậy á, thì đó là cái em nhân vật thứ hai trong bộ ba thời tiết. Các bạn hãy bình luận cho em biết là lúc nào em đó xuất hiện nha, thì mình sẽ đi ra đó để bắt. Hình như là ở dưới biển, còn lúc nào thì mình cũng bó tay luôn, nên là nhớ bình luận cho anh biết. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tập thứ 4. Tập thứ 3 đã kết thúc rồi, cực kỳ may mắn luôn. Hôm nay kiểu đây là tập mà Rodan xuất hiện liên tục. Mình nghĩ là mình phải lưu lại cái địa chỉ này á, tại vì cái địa chỉ này nó ảo lắm các bạn. Ok, mình sẽ lưu lại địa chỉ này là Rodan. Đấy, Rodan Mask, kiểu ra hoài á các bạn, cho nên là mình ghi là Rodan Mask nha. Rodan có viết đúng mà vậy trời. Ok rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye.